Chào các bác. Na Thái da vàng của em gửi về Điện Biên đây. Tận Điện Biên mà bị bờ o mờ đấy. Rồi, bao nhiêu ngày rồi mới lại quay trở lại, nhiều cây đâm chồi luôn này, nọc rồi. Đâm chồi hết rồi đây này. Ra chồi ở trong thùng luôn này. Đấy. Đến giờ phút này là ngày mười mấy rồi, là cũng tương đối nhiều ngày đấy. Mẹ lấy người ta lấy. 10 ngày hơn chục ngày rồi đấy. Đấy. Ra đến đấy xong rồi nó mới lại bảo là không trồng nữa. Thật sự là rất là buồn các bạn. Các bác thấy cây nào to đều không? Nảy chồi rất đều luôn. Này. Đấy. Mà các bác ấy thì lại hứa hẹn là cứ gửi cho chị đi. Xong ra đấy thì cái cô bưu tá, cô ấy mưa gió, cô ấy chạy vào tận nhà. Xong lại bảo là không lấy nữa. Đấy. Em nói thật sự các bác là đấy, nhiều khi có những người ấy thì đặt cái quần cái áo mang cái tận nơi thì không sao. Từ đây ra tận Điện Biên. Thôi nói chung là thôi thì em cũng cũng không có quay để làm gì cái địa chỉ mà ở kia gì nữa. Nhưng mà cái bác này ở Thanh Hưng, Điện Biên. Đấy, Thanh Hưng, Điện Biên. Đấy. Qua đây thì cũng cảm ơn cái chị bưu tá ở xã Thanh Hưng nhé. Đấy, huyện Điện Biên cũng nhiệt tình, mưa gió trở vào tận nhà xong đứng nói chuyện với em. Đấy. Xong rồi chị thấy cái cây đẹp quá này, chị bảo là thôi để lại cho em một ít. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cây. Đấy. Chị lấy 5 cây. Chị bảo là thôi nhà em ít đất quá, để cho em 5 cây thì còn lại thì chuyển hoàn. Đấy. Đến bưu tá mà người ta còn thấy đẹp quá người ta còn lấy, chứ còn lại thì cái người đó, cái chị này đặt em thì này bảo là thôi không trồng nữa đâu. Chê xấu chứ, chê bảo là cây nhỏ chứ. Cái cây này thì này rồi này, này các bác này. Đó. Đấy, đúng là tươi lắm, chứ quay đầu ra ngoài đấy 4 đến 5 ngày, nhưng quay đầu về đấy 4 5 ngày nữa cả chục ngày rồi. Đấy, cây lại trồi hết này. Nó nổi hết cả. Cái cây này bây giờ trong rồi các bác, nếu em chăm trong vòng 4 đến 5 ngày là sẽ đâm chồi đồng loạt, không một cây nào chết. Đấy. Cây rất đẹp thế này mà còn mà bảo là đi. Lúc đầu tiên thì nói chê cây nhỏ, giờ xong rồi bây giờ lại bảo là thôi con nó không cho trồng. Đúng là kiểu gì cũng nói được. Đấy. Cái cô bưu tá có thấy cây đẹp quá, cô ấy bảo em ít đất quá không em trồng luôn rồi. Đấy, cô ấy lấy có 5 cây cô ấy trồng thôi. Này, các bác này. Cây đẹp thế này này. Đấy. Thôi, bây giờ này em sẽ lại để ra, bỏ cái băng ghép này ra, xếp dưới kia, 4 đến 5 ngày nó đâm chồi nảy nọc hết toàn bộ luôn. Đấy. Không ảnh hưởng gì luôn. Đấy, nên các bác nào xác định lấy cây nhá, xem trên video của em rồi. Đấy, giống Na Thái da vàng của em. Đấy, chuẩn 100% rồi. Cây giống như thế, nếu chúng ta ưng thì chúng ta hãy đặt, chứ đừng có đặt chơi mà đến khi mà chuyển đi nguyên một cái thùng mà về tận Điện Biên đâu phải gần đâu các bác. Đấy. Về tận Điện Biên. Huyện Điện Biên luôn, bao nhiêu ngày trời từ trong Nam đi ra ngoài Bắc, xong rồi lại xem để bảo thích thì lấy, thích thì thôi thì bó giỏ. Nên là chúng ta nếu xác định chúng ta lấy thì chúng ta hãy đặt, không chỉ riêng em đâu, rồi những cái anh chị em kinh doanh buôn bán cũng thế. Chúng ta mua, có nhu cầu mua thì chúng ta hãy đặt, mà chúng ta xem kỹ đi rồi hãy đặt nhé. Chứ đừng có đặt chơi chơi đến rồi là đến chuyển đến xong là thực tế nó rất bực mình các bạn. Nên là các bác có mua hàng ở đâu thì hoặc là mua cái gì cũng thế, xem cho kỹ đi. Chứ trường hợp mà ví dụ hàng trôi nổi đến mà nó không ra cái gì gãy đổ hoặc là các thứ cả. Chứ còn cây như thế này rồi mà em trao đổi các bác này. Còn trên là cây bé mấy cả cái gì. Rồi đến lúc lại chuyển hướng là bảo cây như thế là hết cỡ. Vậy chuyển hướng và thôi con không cho chồng. Thông cảm, tắt máy luôn. Đấy, rất thiếu lịch sự. Làm như là cứ thích thì ấy, không thích thì thôi, không liên quan gì đến. Nên tại sao mà khi em bán hàng em hay bảo các bác là nên cọc cho em một ít. Tại vì ít nhiều cũng có bằng đồng để bù lại cái tiền cước vận chuyển và cái tiền hao hụt của cây này. Đó, ví dụ cái quần cái áo hoặc túi bọc gửi các bác vô tư, chỉ mất ít tiền cước thôi. Đấy, không lấy trả lại thì mình lại có thể là sử dụng lại vô tư được, đó không ảnh hưởng gì. Những cây như thế này là ảnh hưởng lắm này. Đó. Giờ em lại phải đưa ra em chăm nó lên chồi 10, 15 phân thật đẹp thì mới lựa, bác nào mua thì mới lựa để gửi cho các bác được. Đấy. Nên là
rất là ảnh hưởng. Thì qua đây thì cũng muốn nhắc nhở là các bác là nếu mà có bây giờ mua hàng trên mạng rất là nhiều, chúng ta xem kỹ đi. Đấy, để quyết định mua thì chúng ta đặt, chúng ta lấy. Là con người phải thật sự uy tín, phải thật sự là có cái uy tín của bản thân mình. Đấy, chúng ta phải dứt dứt khoát. Đấy, rồi làm gì nó phải rõ ràng chứ, như thế chúng ta mới dạy con cháu được chứ, đúng không? Chúng ta cứ kiểu cà chớn như thế thì làm sao mà con cháu chúng ta nó nghiêm túc được. Đấy, cháu đổi các bác thế nên làm gì thì làm. Có vài cây thôi, thực tế là kinh tế ảnh hưởng nó không nhiều. Tuy nhiên thì không phải ít mà chúng ta lại bỏ qua, vâng, từ cái nhỏ rồi đến cái lớn. Em đây vẫn cung cấp giống cây na thái, cây dổi, rồi một số cây trồng khác, đấy, như cây bơ các thứ bình thường các bác nhé. Rồi túi bọc, trái cây, các loại. Đấy, tuy nhiên thì rất ít, em rất ít là bị một số các bác là đặt xong rồi là kiểu này lấy đủ lý do để từ chối, đúng không? Nếu các bác mua giống của em nhiều thì các bác sẽ thấy được cây na như thế này không thể nói là cây na này bé được. Đấy, cây này không thể nói là cây nhỏ. Đấy, đây. Cây này thì không thể nói là cây nhỏ rồi, cây này là rất to rồi, rất đều, rất đẹp rồi. Đó. Nhỏ chẳng qua là nhỏ ở cái hẹp hòi ở cái tấm lòng thôi, đúng không? Ở cái suy nghĩ và ý thức thôi thì mới là nhỏ. Nhưng cây này còn chê là cây bé. À. Xong rồi để đến lúc là bảo các bác cứ mở video ra xem là những cái cây em quay để em gửi cho các bác có đúng y như này trên hình không, thì lại chuyển hướng là con nó không cho chồng, nói rất nhiều lý do, rất nhiều cái kiểu để từ chối, nói một cách rất vô trách nhiệm. À, thôi cũng than thở các bác tí nhỉ. À, thì các em vẫn cung cấp giống là thái da vàng một cách bình thường nhá, rồi giống bơ tết, rồi các cái giống bơ khác, rồi chôm chôm, rồi dổi ghép, được một số cây trồng khác các bác đang ủng hộ em và lấy của em ấy, rồi túi bọc. Đấy, thì làm video này thì hôm nay cái hàng này nó cũng quay trở lại. Thực tế thì qua em gửi hàng nhiều năm nay em thấy là anh chị em chuyển hàng là rất có trách nhiệm các bạn. Cái thứ hai là nhiều người shipper rất nhiệt tình. Đấy, mặc dù mưa gió, rồi mặc dù nắng nôi, rồi mặc dù trèo đèo nội suối, họ rất nhiệt tình. Đấy, rất nhiệt tình để chuyển đến tận nơi cho những người đặt hàng. Tuy nhiên có những người đặt hàng thì lại ý thức rất kém. Đấy. Chỉ nói là thôi thích thì lấy, không thích thì thôi. Đấy. Tại vì cũng không ảnh hưởng gì đến họ mà. Nhưng mà không phải là không ảnh hưởng đâu. Ảnh hưởng đến niềm tin, ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến rất nhiều cái, kể cả thế hệ sau nó nhìn vào đó để nó học theo. Đấy. Và các bác đặt mình vào trường hợp mình là người kinh doanh buôn bán đi, gửi đến tận nơi đi. Đấy. Xong rồi tìm đủ mọi lý do để từ chối thì các bác có bực không? Đấy. Rồi. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thành công. Chúc các bác hôm nay có một ngày nghỉ, hôm nay là thứ bảy cuối tuần. Đấy, có thật nhiều niềm vui nhá. Còn em cũng hơi buồn buồn. Cuối tuần nhận hàng về, nhưng mà thế này là cũng được rồi. Thực tế là các bác đã không ảnh hưởng nhiều đâu. Em lại tiếp được ông chăm lại tầm khoảng một tuần đến 10 ngày nữa nó lại đẹp tuyệt vời ngay mà. Rồi chào các bác. Ôi trời, đây lá cây bó tay 10 ngày trong nằm trong thùng. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.